Xin chào tất cả các bạn, ngày mới lại bắt đầu rồi. Sau kỳ nghỉ lễ, các bạn đã chọn cho mình những gì để tận hưởng một ngày nghỉ lễ dương lịch tuy ngắn nhưng rất nhiều điều tuyệt vời này. Còn Thu, ngoài việc cố gắng hết mình với công việc thì kỳ nghỉ này mình đã dành trọn thời gian cho gia đình thân yêu của mình. Dù mọi người đều có những lựa chọn khác nhau để tận hưởng cuộc sống, thì với đài Radio Sáng, món ăn tinh thần không thể thiếu cho tất cả mọi người vẫn luôn góp phần tô điểm cho cuộc sống và công việc các bạn vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Và ngày hôm nay, với chủ đề vững tâm, và tôi, Thu Trần sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện được chia sẻ từ một bạn tư vấn viên rất quyết đoán và luôn lạc quan trong cuộc sống và công việc, dù cho khó khăn đến mấy. Tác giả của câu chuyện đó chính là bạn Trần Thị Hồng Đào. Tôi tên là Trần Thị Hồng Đào, năm nay 26 tuổi. Đào đến với công việc kinh doanh cùng Oriflame này thực sự mà người Đào cảm ơn nhiều nhất đó chính là chị hai của Đào, chị Gấm Trần. Chính chị Đào đã mang lại cơ hội này đến cho Đào. Lúc đầu, Đào học chuyên ngành quản trị marketing. Khi ra trường, Đào được một công ty tư vấn vô làm sale về thời trang. Được một thời gian công việc quá vất vả vì phải chạy doanh số 100 triệu một tháng thì mới được hưởng hoa hồng 3%. Đào phải soạn hàng, đóng hàng, mang ra xe để gửi đi các tỉnh. Ngày nắng cũng như ngày mưa nên Đào chuyển sang nghề trang điểm cô dâu. Thu nhập với công việc trang điểm cũng khá ổn định, khoảng 20 triệu một tháng, nên Đào nghĩ ra là Đào chắc không cần phải làm thêm công việc nào nữa. Vì làm trang điểm, thu nhập ổn, nên Đào cũng không quan tâm đến các cơ hội khác. Mình dễ bị hài lòng lắm các bạn ạ. Mà các bạn có biết không, lúc chị hai chia sẻ công việc cho Đào, Đào nói: "Cái đó là đa cấp hả? Em không làm đâu." Chị hai của Đào như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt và hai chị em của Đào đã cãi nhau rất là nhiều. Đào cũng không muốn nói chuyện với chị Đào nữa. Chị hai Đào thì mới sinh em bé mà ngày nào mình cũng thấy chị thức đến 1-2 giờ sáng để nghe anh gì đó, Nguyễn Hải, livestream hướng dẫn quy trình bán hàng online. Đào can ngăn nhưng chị luôn mặc định và quyết tâm làm dữ lắm. Đào thấy vậy cũng thấy tò mò và rất thương chị mình. Mình nghĩ thầm, chắc phải có cái gì đó ghê gớm lắm thì mới cuốn hút như vậy. Chị hai mình không nghe mình mê mẩn như vậy, mình phải coi thử xem sao. Chị mình có con nhỏ mà còn làm được, mình không vướng bận thì tại sao lại không thử. Và cái cơ duyên nó đến khi công việc make up của Đào vào một ngày mưa tại Long An. Trời vừa mưa vừa ngập, mình phải dầm mưa 2 tiếng. Mình vừa đi vừa khóc và nghĩ suốt ngày phải chạy đầu này đến đầu kia xa xôi để kiếm thu nhập từ việc trang điểm. Mặc dù thu nhập ổn, nhưng sao vất vả quá. Sau ngày hôm đó, Đào suy nghĩ rất nhiều. Đào đưa ra quyết định là Đào nói với chị của Đào: "Hai ơi, hay là em làm phụ hai nha." Và cho đến bây giờ, Đào vẫn còn nhớ rất rõ một kỷ niệm vui là hai chị em Đào cùng ngồi leo lên một cái võng để nghe livestream. Và thật sự mọi người có tin là từ khi Đào làm Oriflame, Đào mới dám ước mơ không? Có nhà nè, có xe hơi nè, có thu nhập khủng thật sự, Đào chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này. Thực sự ban đầu Đào làm công việc này, Đào cảm thấy nhiều khó khăn lắm. Đào không có kiến thức về công việc. Đây là môi trường đầu tiên Đào tiếp xúc, bán hàng thì không ai mua. Vì lúc đầu Đào không nhìn ra cơ hội tại Oriflame. Bảo trợ nói học thì mình không học, nghe mình cũng không hiểu gì hết. Cứ nghĩ công việc này là bán hàng, tới khi nhìn ra được cơ hội vượt qua khó khăn 1 thì lại gặp khó khăn 2, đó là việc xây dựng hệ thống. Đào tuyển dụng không được, dạy việc cũng không xong, cho thông tin thì cứ sợ, thấy tin nhắn hỏi việc quá nhiều mà không dám trả lời. Rồi tuyển được người, mình sợ người ta nản, rồi không làm, mình bắt đầu năn nỉ, dùng đủ cách, nhưng rồi người ta cũng bỏ ngang. Đâm ra Đào cũng nản và từng nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng những lúc khó khăn đó, Đào nhớ đến một câu của mẹ nói: "Con ơi, mẹ chưa từng bao giờ được đi máy bay cả." Lúc đó Đào thật sự thấy nghẹn và thấy hổ thẹn. Mẹ của mình đã bỏ cả thanh xuân để cho mình tuổi thanh xuân tươi đẹp hơn. Tuổi già của mẹ ngày một đến, thì mình đã làm được gì cho mẹ chưa? Đào tự nhủ với bản thân mình là sự thành công của bản thân mình phải nhanh hơn thôi.
công việc truyền thống thì còn trẻ, còn sức, còn làm được, chứ sau này già rồi liệu có làm được không? Thành công có phương pháp và thất bại có lý do. Đào quyết định thay đổi, trau dồi bổ sung kiến thức một cách nghiêm túc, học và làm theo phương pháp mà anh Nguyễn Hải đã dạy. Đào viết lại những gì anh Hải nói, cùng với nghe theo lời bảo trợ của Đào là chị Gấm Trần. Chị nói gì, Đào cũng làm theo y như vậy, và Đào đã làm được. Đào đã cho mẹ Đào được đi máy bay trong kỳ hội nghị Director Seminar tháng 3 năm vừa rồi. Và năm 2019 này, chắc chắn Đào sẽ đưa mẹ Đào để cùng du lịch Thụy Điển cùng với Đào. Oriflame có một câu slogan mang thông điệp rất ý nghĩa mà Đào rất tâm đắc. Ước mơ của bạn là nguồn cảm hứng của chúng tôi. Các bạn cứ ước mơ đi, dám nghĩ lớn và hành động vì cái ước mơ đó. Việc còn lại, Oriflame sẽ giúp cho bạn thực hiện ước mơ đó. Đào xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với chị hai của mình là chị Gấm Trần và anh Nguyễn Hải, chị Châu Hiền, anh Phong, anh Hội đã cho mình những định hướng tốt. Cảm ơn đội nhóm của Đào, các bạn thật tuyệt vời. Các bạn không ngại khó khăn mà cũng chiến đấu cùng với Đào. Tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng với Đào vượt qua mọi khó khăn, rào cản của bản thân như chồng không cho, gia đình anh chị em không ủng hộ. Biết bao nhiêu rào cản nhưng các bạn chưa bao giờ bỏ cuộc để Đào ở một lại một mình cả. Và mục tiêu đến thiên đường Diamond cùng nhận nhà miễn phí từ Oriflame của cả đội nhóm vẫn không thay đổi phải không cả nhà? Đào và mọi người đã thay đổi cuộc sống của mình như vậy đó các bạn. Đào rất yêu công việc tại Oriflame. Những điều mà Đào có được từ công việc này, đầu tiên, Đào có thể thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình, là bản thân Đào đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, có kiến thức sâu rộng hơn, biết cách kiềm chế cảm xúc, cảm thấy mình có cuộc sống tốt hơn về cả ngoại hình và giá trị vật chất. Điều quan trọng là Đào được tự do làm những điều mà mình thích. Khi bạn hiểu được bản thân, đó mới chính là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì mà bạn không xứng đáng có được. Điều thứ hai, thay đổi cuộc sống của gia đình mình, là những người yêu thương mình và những người mình yêu thương. Đào đã đưa mẹ Đào đi được máy bay đi du lịch Đà Nẵng cấp 5 sao cùng với mình. Thứ ba, một yếu tố vĩ mô hơn đó chính là thay đổi cuộc sống của những người xa lạ. Đào xem đó là sứ mệnh giúp cho người khác thay đổi cuộc sống. Đào đã từng đọc một câu nói rất hay của Hugh Ecker: bạn giúp càng nhiều người, bạn càng trở nên giàu có về tư duy, cảm xúc, tinh thần và dĩ nhiên là cả về tài chính. Đào muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn một câu như thế này: chỉ cần các bạn không bỏ cuộc thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Đào cam kết điều này luôn luôn là đúng. Lời cuối cùng, Đào xin gửi lời chúc tất cả các Oriflamer của chúng ta sẽ càng bay cao, bay xa hơn nữa cùng với mục tiêu của mình nhé. Wow, một câu chuyện quá đỗi chân thành, mang hướng cảm xúc rất mạnh mẽ, quyết đoán từ bạn Hồng Đào. Câu chuyện của bạn đã cho chúng ta những suy nghĩ về cuộc sống này. Đúng là nếu bạn không tự thay đổi cuộc sống của mình thì sẽ không có ai thay đổi giúp cho bạn cả. Ngẫm câu nói, cơm chưa đủ ăn thì làm sao nghĩ đến hoa hồng. Thật thế các bạn nhỉ, không ai hẳn đã tốt hơn ai. Nhưng môi trường, cách nghĩ, lối sống của một gia đình, nền tảng của một đứa trẻ lớn lên sẽ hình thành nên con đường và tính cách của chúng. Từ bé, ít ai nói tiền với bạn thì bạn sẽ chả quan tâm đến giá cả đâu. Không ai nói bạn về ước mơ thì bạn cũng vậy, chẳng bao giờ nghĩ về ước mơ cả. Mà đúng thật, khi cơm áo gạo tiền áp lực tài chính quấn lấy não chúng ta thì chúng ta cũng chẳng có ý tưởng gì, ước mơ như vậy cũng bay biến, không còn ở trong đầu mình nữa. Hoặc nếu từ bé bạn được bao bọc, mọi thứ được sắp sẵn lại êm đềm, thì khi khó khăn ập đến, cái bạn thử thách nhất không phải là vượt qua mà bạn gần như chưa được rèn khả năng tự quyết định. Chọn sao cũng thấy đúng, chọn sao cũng thấy sai. Thường bạn nghĩ về cái sai nhiều hơn, sợ thất bại nhiều hơn và rồi bạn chẳng chọn được gì cả. Mà bạn quên không hành động thì đến cả sai còn không có cơ hội làm sao biết thế nào đúng. Càng tiếp xúc với con người, càng gần gũi và quan sát, càng thấy sự khác biệt của sự sang và hèn, của giàu và nghèo, của trải nghiệm sống chúng ta được tạo nên trong quá khứ. Mọi thứ đều có lý do và căn nguyên, không tự nhiên sinh ra đâu bạn à. Công việc cũng vậy, mỗi công việc đều có khó khăn của nó, lúc thăng lúc trầm là điều tất yếu. Quan trọng là tinh thần bạn luôn phải thật thép, thật cứng rắn để cùng dẫn dắt đội nhóm của mình tiến lên trong mọi hoàn cảnh. Như thế bạn mới xứng đáng nhận được thành quả tuyệt vời như công sức mà bạn bỏ ra.
Và trước khi chương trình Radio Sáng của chúng ta tạm dừng, bạn Đào có gửi lời bài hát Mẹ yêu ơi dành cho người mẹ yêu quý của mình cũng như tất cả mọi người. Chương trình chúc bạn và đội nhóm luôn sát cánh và phát triển ngày càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn nhé. Chúc mọi người một buổi sáng thật nhiều năng lượng và đừng quên tiếp tục gửi các câu chuyện liên quan đến Oriflame đến hộp thư của fanpage Oriflame Hồ Chí Minh để các Radio Man chia sẻ cho tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và chào buổi sáng. Em là một cậu bé không có năng khiếu hát thì em chỉ hát theo những bài em thích thôi. Thì em đang hát nhìn nghe đến một người nào nói không tốt đến em. Và mẹ luôn bỏ người ta những câu nói không tốt về em thì mẹ luôn là động viên em và nói em hát hay hơn. Đấy đúng là một lời khích lệ lớn nhất đối với em. Con cảm ơn mẹ vì những tháng vừa qua, nếu không có mẹ, con đã không là cậu bé khiêm như bây giờ mà không có ai yêu thích. Con cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ, con chỉ là một cậu bé nhút nhát. Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là răng che che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phát sóng đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày lầm lũ vì con, đã làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày lầm lũ vì con, đã làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phát sóng của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý.